Lời nói đầu tiên thì cho phép năm anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Hôm nay thì năm anh em mình sẽ đi ra vườn thấy một mớ rau vườn, vô mình sẽ nấu một cái nồi lẩu để anh em ăn bổ dưỡng nha cả nhà. Ngày mai mình sẽ đi ăn bờ ngủ bụi. Lịch trình thì ngày mai anh em mình sẽ đi thử thách. Bữa nay thì anh em ăn coi như là uống lay gai vậy đó, để ngày mai mình sẽ đi thử thách nha cả nhà. Bữa nay anh em mình không có đi săn bắn. Ngày cái lịch trình thì anh em mình có hai cái phương pháp, nhất là mình sẽ cất chạy, còn nếu mà thời tiết nó không được thuận lợi thì mình sẽ ở trên xuồng, nhưng mà anh em mình vẫn đem dụng cụ theo để phòng ngừa cái thời tiết mưa nha. Thì bây giờ bắt đầu anh em mình đi ra vườn kiếm một mớ rau để năm anh em làm một cái nồi lẩu để chuẩn bị ngày mời xuống sông nha cả nhà. Giờ đi ra vườn để hái rau nha cả nhà. Ra vườn người gốc mình hái mớ rau cả trời vô, mình sẽ nhúng lẩu nha cả nhà. Anh ta để mấy lá nè, lá bị mò lắm, mặt trăng với cả trời á. Mọc len lỏi theo cỏ vậy nè, rau giờ cỏ gặp không phải dệt cỏ ra kiếm đó. Đúng rồi, rau ghét. Tin không, bẻ rồi làm gì làm vô cũng phải có gác cây cũng ghét. Ừ, này ít hả? Ít đi qua bên kia đi, cái chùm cũng áo mà hôm nay nhé. Này nhé, trắng nữa. Có gì không? Nên mình đi kiếm mớ cái trời nữa cả nhà. Nào không? Đâu? Ờ rồi cái bụi. Nó cặp mấy kinh mà tốt ha. Quá chừng non. Ừ. Cái này nhúng vô nó giòn. Bên đây. Nhúng vô lấy ra liền. Ừ. Đậu nhí cũng non kìa. Trọng non không? Này rau cái trời dữ thiệt hả? Người xuống cho nó xanh xảo. Ừ, vậy đó hả? Năm nay có mấy xài vừa nãy vậy nữa. À, năm nay nghỉ bẻ rồi đúng không? Năm nay chắc nghỉ bẻ rồi, nghỉ rồi đi khám rồi nghỉ bẻ. Đi làm YouTube nghe. Nói chung không phải là anh Tài, anh có mới nói cũ nha mọi người. Thì anh cũng chia sẻ thêm luôn là cái nghề bẻ xài á, năm làm được có mấy tháng à? Ừ. Còn đi quay YouTube á, thì mình lương hàng tháng mình đều nha cả nhà, đều vậy đó, tháng nào cũng có lương hết. Đấy, anh Tài anh hiền dễ thương nữa nên anh em mình rủ anh Tài đi làm chung luôn. Chưa chừng có cỏ nữa. Năm hình như là mình ở đây 3 vụ xài phải không? 3 vụ. Vậy hả? Năm nhận hả? Ừ. Năm nhừng 3 vụ còn năm không nhừng 2 vụ. Vậy là tính ra năm anh đi làm có 3 tháng à. Cho 4 tháng đi. Được. 2 tháng ngoài á. Vậy đó hả? Ừ. Rồi còn mấy tháng kia là ở không. Ở không. Ai kêu mình gì mình mận đó. Ừ. Tại vì anh em mình á cả nhà, cũng như là mình tương trợ với anh Tài. Cho nên là đi làm cơm ăn cơm, cháo ăn cháo. Cô chú anh chị em mà mình về huyện Cù Lao Dung á, về ngay cái xã An Hạnh Nhất. Thì cái chỗ anh em mình sống nè. Đầu tiên tới Cù Lao Dung là người ta sẽ thấy tới hình ảnh là cây sồi. Đúng không? Đúng. Hai bên phà lên bên nào cũng có sồi hết. Sồi bên giữa. Ừ. Ừ. Nói chung cái xã mình đây thì làm nghề trái cây, làm vườn là chính nha cả nhà.
Thì có rất là nhiều của chú anh chị hỏi gì. Thì bữa nay Danh cũng chia sẻ trên video luôn. Thì Danh cũng có chia sẻ ở một số clip rồi. Ở đây người dân người ta sống nghề xài rồi. Chủ lực. Chủ lực hơn cây dừa. Quá trời đến đậu anh Tài. Xài này ra ngay nắng ha. Đậu trứng cá này cả nhà. Nhóc quá chừng. Trứng cá cơi không Tài ơi. Dừa này đậu nhiều. Trứng này là trứng trội vậy nè. Ở Cù Lao Dung thì không có cái đất ruộng nghe cả nhà. Vòng vòng ở dưới ăn hành tây cũng vườn, ăn hành đông, ăn hành nam, ăn hành ba, xã Đại Ân. Nói chung là xã nào cũng có vườn hết nhưng mà ít hơn ăn hành nhất. Mấy xã kia thì người ta có trồng mía, nuôi tôm, rồi trồng cây ăn quả nữa. Mình đây thì không có đất ruộng. Mà qua sông một cái ha ruộng. Qua Trà Vinh hả? Hả là qua bên phía bên Long Phú á. Ruộng người ta trồng lúa nhiều. Có một số người ta giờ là đất ruộng người ta cũng lên vườn liếp á. Ta trồng dừa á anh chồng. Cao đồ đó. Hôm nay cao có giá ha. Bây giờ đi vườn nào cũng thấy đặt cao vô chứ. Gộ lên cái 500 ngàn. Giống như cái năm ngoái anh nhớ không? Cao đang ba mấy 40 ngàn, có lúc 8 mấy 90 ngàn luôn. Hạ xuống cái còn 500 ký, ngàn ký. Giết rồi em thấy kiểu như làm vườn với làm nghề bà cậu giống hệt à. Nghề bà cậu thì với chúng của thắt. Còn làm vườn thì nó mới si nha. Vườn là tính một mùa á. Mùa là biết mấy tháng trời á. Nhiều khi trúng giá mà không có đồ bán. Nhiều khi vườn cái cây mình trúng mà giá thất. Mình không biết được. Không biết đường mò. Vườn này năm nay chúng xài anh Tài à? Chúng xiền. Bông ra ngay đợt nắng là đậu. Có của anh Trầm á, ra ngay đợt mưa. Cháy quá chừng. Anh Trầm thì ít. Bữa nay anh em mình sẽ làm một cái nồi lẩu. Nhưng mà bữa nay cái nhiên liệu thì nó khác hôm bữa. Dồi viên với lòng. Hôm nay mình sẽ nấu xương bò hầm xả cùng với trăm lớp của bò và bò dừa viên nha cả nhà. Thì nguyên liệu mình cần có hai trái dừa và củ cải trắng, ăn kèm là cải xanh, mật chăn với dầu má. Dầu má đây thì cải trời, tía thì đang luộc đậu phộng. Cánh chao hả? Cánh chao. Anh muốn chấm nước mắm trong cũng được. Ai thích gì chấm đó. Tùy khẩu vị. Quá trời xịt cả trời ha. Ngon. Giờ mình ăn kèm với mì nha. Thích gì ăn đó nhé. Được mớ rau má với mặt trăng nha. Bữa nay rau má ít. Mà cái lòng này bữa nay khác cái lòng mỡ hổm nha. Lòng mình chăm lớp á. Nó giòn hơn cái lòng mà mỡ hổm. Mình nấu cái gì? Lẩu siêu cay đó. Nó dai. Chuẩn bị ngày mai đi rồi thấy bữa nay vậy nè. Anh xui. Nói chung thì mình cứ đem đồ nghề thủ đủ cất chạy đi. Theo đi. Mình tới đâu mình tính tới đó. Cái bò đó nấu nước sôi á nhé. Trụng lại cái rồi hả đưa lên sơ chế. Hả bò sườn bò cho mình lục nha cả nhà. Mà thì nãy như có dặn miếng muối. Trụng. Trụng. Mình nấu cho cái nước nó trong nó bớt đi bọt. Thì cái này cũng tùy thích nha. Nhiều người mình xào nhầm người xào sống cũng được. Xào sống cũng được. Xào sống thì nó hơi bọt hơn nhiều. Nó có cợt. Nhiều người người ta nói mình trụng vậy nó không ngọt mà. Nó mới chất được.
nhưng mà hôi bò này trong đá mình cứ trụng đi cho nó ăn chắc cú gì. Nói chung thì mình ăn sao hợp vệ sinh sức khỏe nha mọi người. Ôi bỏ vô mình trụng nó độc. Ừ. Giờ là té tỏi cả nhà, té tỏi đang vào rừng bò cái vào cho nó thơm. Nôn không anh Tài? Nôn. Mời đi rồi phải không? Mời được trải nghiệm ngủ sàn dưới nước rồi. Tỏi vàng rồi giờ mình chết sơn sao cái gì. Sốc à? Sốc. Tài có chiêu sốc. Với lượng với hạt nêm với bột ngọt với nước đây nè. Rất là thêm miếng miếng mắm cũng thơm. Mình xào nêm vậy nè, là nó thấm vô cái cục thịt nó ngon hơn là mình nấu sôi rồi mình nêm. Ừ. Nó thấm vô cục thịt. Cắt nếu mình đổ chừa vô. Ừ. Cho nửa giá nước mắm. Này mình bỏ miếng muối mình trụng với nước sôi luôn nha cả nhà. Này ở đây thì anh em mình kêu bằng chăm lốp. Cái này thì nó giòn hơn cái khăn bàn. Trụng hồi nước cũng ra đục ngầu cái kia. Chở kia xuống nha. Đèn đèn nó xuống cho nó chín. Nó rút cái nước muối vô á. Ừ. Rồi đó, nhảy xuống luôn. Ừ. Lát lọc lọc mấy cái đen nữa kìa. Chín dễ lọc. Chín dễ lọc. Nấu sắt cho nước vô cái này. Mưa này có nồi lẩu ha. Đúng lấy, bài. Lấy gai ha. Lấy ngó à? Lấy gai. Anh nồi hành xả. Ra nồi hành xả chưa? Ra nồi hành xả. Nhưng mà chưa đủ nha.
vô độ, còn củ cải trắng với đậu phộng nữa. Nấu này cho nó mềm chút đi. Ừ. Mềm thảo cải vô cái này. Gần bùng. Cho đậu phộng vô nữa nghiêm nhẹ lại là được không? Ừ. Cho phộng vô nó nghiêm nhẹ. Mình luộc chín ngày mình bỏ vô thêm bún cho nó mềm. Thành phẩm không? Thành phẩm này. Quá hấp dẫn lại đây. Kẹt nó nở ra. Ừ. Đầu bếp thứ hai của kênh Cù Lao Dung. Cho bò viên vô cái lẩu. Quá luôn nhé, cái lòng chăm lốp này nó giòn lắm. Nó giòn, nó đâu có dai đâu. Ừ. Nóng cũng nó cũng không có dai nữa. Mà nó giòn. Ừ. Đây này mình ăn mì. Mình ăn mì với chao nhé. Còn chấm chao. Chị Gao hết hồn rồi. Trứng Gao vô rồi châm tủ liền. Tới nữa. Quá chị Gao. Về cái xanh. Xinh nhất rồi. Đó, ừ, sau cái dứt dứt lên. Đấy, rồi. Cái trời bữa nay nó non. Ăn gà nắng á. Hôm nay bắt đầu ăn lẩu cái trời mưa. Ăn lẩu ta, ăn lẩu là trời mưa. Trời nữa. Phải nói là đúng thời điểm. Đúng thời điểm. Cù Lao Dung vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ăn sườn bò ăn xả với anh em nha. Trong lớp nữa, trong lớp bò dê viên nữa. Không biết luôn. Trời mưa cũng được ấm. Ăn lẩu đúng ngay trong thời điểm. Chưa chưa thấy ghét. Gao ghét mà. Gao ghét. Mời cả nhà. Viên. Rồi. Ngon. Ngon à. Viên bự này mới ngon hơn viên nhỏ. Ừ. Viên ngon hơn rồi. Không. À, viên vào cả trời. Thầm xả mà ăn vào cả trời còn gì đâu. Nó ngon là ngon cái nước chấm chao mà mình phối với cả trời á. Ừ. Bò được không? Ngon. Ngon rồi. Ngon bò vậy, ngon. Ừ. Nó dai. Ừ, bò dẻ rồi. Dẻ không? Ừ, dẻ. 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 Cái xanh. Cái cải xanh nấu chao là còn gì bằng. Đây, chấm lốp rồi anh. Rồi, cảm ơn. Ừ, thử chấm lốp. Thịt đâu đây, chấm lốp đâu đó. Chấm lốp. Giòn gấp mấy lần cái thân bàn đúng không? Bà đâu giòn nó là như đó. Ừ. Mà in hình là cái này bây giờ là chăm lớp nó cũng không có màu trắng nữa nha. Ừ. Trắng là người tẩy. Tẩy bằng vôi á. Giòn mà béo. Vâng. Ngon, nó ngon hơn lòng đen vậy này. Ngon hơn chứ. Giòn hơn, lòng đen thì nó bị dai. Ừ. Ừ, cái này đâu có dai bằng lòng đen đâu. Nó giòn thôi. Nó giòn mà, nó ngon. Lòng béo hơn lòng đen. Ừ. Còn xưa nó không có trắng. Mà giờ đâu còn trắng nữa, trắng ta đâu dám mua đâu. Trắng giờ. Tẩy quá người ta không dám ăn.
Chùm mưa ăn lẩu mới ngon. Ăn đế nữa. Vô ý. Tập tủ. Vô. Không phải là nấu ngon mà rau chấm với chao cũng ngon. Nấu cũng ngon kìa. Thật nấu ngon. Chứ thịt bò không ngon phải không? Thịt bò ngon nhưng mà thịt bò ngon. Chưa, vậy là nó dốc rồi. Chưa ăn. Bây giờ chưa ăn à nha. Giờ thử rồi, thử rồi, thử biết nè. Ừ. Nhập nhập vậy đó. Căng quá cái. Đã. À, còn hơi nóng. Ô, mềm mại. Được chưa? Ngọt. Thì nó cũng ngon mà dai quá thì nó không ngon vậy. Mềm quá nó cũng không ngon nha. Này vừa tới. Vừa ăn rồi. Ăn còn ăn hết. Vừa ăn luôn. Wow. Nè thấy cà khịa gỉ nhẹ te. Như bữa nuôi bò vậy quá vậy. Nuôi bò đó mình mua bò nó gặp bò kêu bằng bò, kêu bằng bò già rồi đó. Bò chắc cả 4-5 năm cứ gì quá cho chơi bữa đó cắn 2-3 ngày sau găng còn ê mà. Cất chạy nha nè. Hơi mới nổi ăn quá đi mà. Bữa nay từ đây tới chiều anh nhậu anh khỏe, ngủ khỏe. Bồi dưỡng mà. Ừ. Trước khi đi là bồi dưỡng. Có khi đi rồi về ăn hoặc là ăn rồi đi. Ừ. Có lần rồi mình đi thử thách mình quét lưới quét đó. Ừ. Miếng lưới ra làm 9 khúc anh bà. 9 khúc. Mà hên là 9 khúc rồi. Còn khúc giao cùng. Còn khúc giao cùng mình dính được con cá. Về mình làm món mình ăn ngon hơn bữa xong rồi nha. Xong. Hai được tán bị gà vậy. Thức bữa đó thức nguyên đêm luôn. Mà mà xong nhận hơn, quét rồi chạy xuống khúc sao phải lên còn khúc. Chót lưới. Phao. Phao nổi lên có phao rồi. Thì anh cứ tưởng tượng đi, đường lưới là nó một là một đường thẳng nhưng mà nó chia ra 9 đoạn. Kéo 8 khúc rồi, còn khúc sót nằm lút trên kia. Cánh góc luôn. Ngay góc luôn. Đâu chạy lên coi thử phải phong mình không? Thiệt, sót. Dính mấy góc ra chính tốt chủ nhỉ. Đứt tùm lum á nha. Đứt ngang á. Đứt ngang ngọt luôn vậy. Rồi chà, anh thấy dính ha. Đó từ nào giờ lớp rồi lớp đó. Ừ. Không mà dính là có em chứ còn sao hơn. Vô cái coi chồng đó. Ừ. Nói chứ đi thử thách thì nó cũng hên xui nha cả nhà. Không sợ đói. Hình như là có em với anh Trầm với anh Nhí hay gì à? Ba người mà bắt chuột con nào con nấy ha, nó mập. Mà nó bụng có bọc, nhớ cái bọc vàng có bị cao đây không? Chuột làm đồ ổng. Học vô cũng bắt luôn chẳng ở bà. Ừ. Giờ ghe bự rồi. Giờ ghe bự mình cũng đỡ. Chứ bây giờ đó cực mưa chứ giờ còn hai à. Quan trọng là mình đừng bị mắc mưa á. Ừ. Đó có xuồng hỏi rồi, lưới cho xuồng kia. Giờ thì mình bây giờ mắc mưa cũng đối sợ đâu. Đâu sợ đâu. Chiếc xuồng nhỏ đi đánh câu bây giờ, hồi đó đi thử thách tránh xuồng đó. Rồi mưa cái lụm mấy cây sóng lá của người ta đó. Cầm 4 góc che 8 cao su lên. Nấu mà vậy mà vui nghe. Vui. Nấu cơm kho cá gì nó hầm hết biết. Lắc gạt. Có mưa bự lâm gầm. Nhập giữa. Thiên gió mà ào ào sóng lắc ha. Rồi đó. Cái chập đó công nhận cá dữ thiệt. Ừ. Nhí với anh Trầm nè nằm mà bắt cá. Nghe tối.
nhớ có clip mà cái sườn nhỏ sao chảo nguyên cái khúc cây luôn á, lưới dài luôn á. Ừ, bữa đó đi lưới quét chảo nguyên một góc thái thằng muốn bít cái sườn luôn. Bữa đó cũng trúng cá. Trúng. Miếng lưới cá út mà quét ở trên cái đuôi cồn của anh Trọng. Cồn. Đuôi cồn nguyên cái vàng bạc này. Cấp tay nào lấy chà bá lửa vậy ha. Trên đó giờ quá. Giờ hơn 7 lần. Giờ. Cây nào có lấy bằng bự không có bằng nhỏ đâu. Nguyên cây vậy đó. Lâu lâu đi lại chứ phải đi lên cồn đi mỗi ngày thì quá trình nửa tháng à. Không được nửa tháng nữa, kiểu đó lưới chờ ba bữa hả à. Mày lên tay không còn miếng nào luôn á vậy. Về bữa đó hình như đem miếng lưới lên đê gỡ mà có xe á. Ừ. Anh mày em ơi, anh Tài anh đi cũng mấy tháng rồi cả nhà, anh quen việc rồi, mời bắt đầu mình xuống sông mình cất chạy. Ừ. Lần đầu anh Tài đi cất chạy. Cái chạy vui lắm á. Vâng. Ủa lưng nó giỡn. Ghi mừng luôn á. Tao thấy á. Ừ. Ước kìa biết nào được đi chơi mà chạy. Cách chạy cái kiểu này y gan nhưng lít thì đó cho dòi. Thấy trên nhà dòi để chặt thấy vừa rồi á. Thấm vừa rồi cầm. Lăn bên đây cái đụng cái cây lăn xuống nhẹ. Không là thấy cái chạy đó rồi á. Thấy gió thổi thì không mát gì đâu. Phá rồi. Lúc xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.